Các dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng là một dự án đặc biệt lớn của ngành giao thông cũng như là cả nước đang trong tiến trình triển khai. Tuy nhiên, một số đoạn dù được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp thì vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đã nảy sinh nhiều vấn đề và trở nên nhếch nhác. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Nghệ An. Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Những ngôi nhà được xây ngay trong hành lang an toàn giao thông khiến tuyến đường như bị uốn cong, đoạn to, đoạn nhỏ. Đường dù mới hoàn thành nhưng chẳng khác gì đã xuống cấp từ lâu khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Đó chính là hệ quả của quá trình giải phóng mặt bằng không triệt để. Nhà làm vào, nhà làm ra không thống nhất, mà tầm nhìn bị quá hạn chế, nhất là các nhà ba, nhà tư. So với thiết kế là cầu một đường một nơi, mà đường một nơi. Cầu to và đường nhỏ làm tất cả hành lang đều lấn ra cả. Cũng chính trên tuyến giao thông này, mặt đường bị bong chóc, đá sỏi nằm vương vãi khắp nơi, gây mất an toàn nghiêm trọng cho các phương tiện lưu thông qua đây. Những biển báo siêu vẹo, hư hỏng hay các đoạn giải phân cách và lưới chống lóa bị tháo dỡ vô ý thức đã tạo nên sự nhếch nhác cho tuyến quốc lộ huyết mạch. Mất cái biển báo là một, hai là cái giải phân cách thì không đảm bảo thì an toàn giao thông. Vậy tôi kính đề nghị các cấp chính quyền và các cái cơ quan liên quan đến vấn đề giao thông phải là có trách nhiệm để đảm bảo cái an toàn giao thông cho dân. Đoạn đường này nằm trên tuyến quốc lộ 1 mở rộng đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh vừa được khánh thành đưa vào sử dụng hồi cuối tháng 1 vừa qua. Một công trình được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng đang gặp nhiều vấn đề bất cập, không thể phát huy tốt vai trò của nó chỉ vì hành vi thiếu ý thức của một số cá nhân. Các cơ quan chức năng liên quan cần có chế tài xử phạt thích đáng để tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An có thể mang hiệu quả cao trong quá trình khai thác.